Quý vị, trong ngày hôm nay thì không khí lạnh đã bao trùm toàn bộ Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Với cường độ mạnh nhất từ đầu mùa đến nay, đợt gió mùa này khiến vùng núi cao có nơi xuống sấp xỉ 0 độ C. Đây cũng là đợt rét đậm, vùng núi có nơi rét hại đầu tiên của mùa đông năm nay. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết đêm qua ngày 25 tháng 12, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Đông Bắc Bắc Bộ. Từ hôm nay, bộ phận không khí lạnh này tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc và Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Bắc Bộ trời chuyển rét từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 12. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ xảy ra đợt rét đậm có nơi rét hại đầu tiên của mùa đông năm nay. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 đến 12 độ C. Vùng núi có nơi từ 4 đến 7 độ C. Vùng núi cao có nơi sấp xỉ 0 độ C. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Trung Bộ phổ biến từ 11 đến 14 độ C. Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá. Xin kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi những thông tin thời tiết đáng chú ý trên kênh VTC 16. Ngay từ sáng nay 26 tháng 12 thì không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi thuộc khu vực Đông Bắc Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và cả khu vực Bắc Trung Bộ. Trong hôm nay và ngày mai, bộ phận không khí lạnh này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ và sau đó là ảnh hưởng đến khu vực Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao nên ngày hôm nay ở Bắc Bộ và Thanh Hóa đã có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, trời chuyển rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 đến 12 độ, vùng núi có nơi từ 4 cho đến 7 độ và vùng núi cao có nơi sấp xỉ 0 độ. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Trung Bộ phổ biến từ 11 đến 14 độ, vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá. Trong điều kiện thời tiết cực đoan, rét đậm, rét hại như hiện nay, sức đề kháng của đàn vật nuôi rất dễ bị suy giảm. Thậm chí đây cũng là điều kiện thuận lợi cho một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như là cúm gia cầm hay các bệnh về đường hô hấp gây hại vật nuôi. Để chủ động phòng ngừa, bà con cần phải giữ ấm cho đàn gia cầm bằng cách là quây kín chuồng trại ở mọi phía để tránh gió lùa, tránh lạnh cho gia cầm. Sử dụng các biện pháp để sưởi ấm cần thiết như là dùng bóng đèn sợi đốt hoặc là bóng đèn hồng ngoại để sưởi ấm cho gia cầm. Bà con cũng cần phải đảm bảo cung cấp đủ thức ăn, nước uống cho vật nuôi trong thời gian này. Và ngoài ra cũng nên bổ sung thêm chất điện giải để tăng sức đề kháng cho đàn vật nuôi. Tiếp tục với thông tin thời tiết, các khu vực khác của miền Trung gồm các tỉnh từ Nghệ An trở vào cho đến Phú Yên trong ngày mai được dự báo có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Riêng khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Và cuối cùng sẽ là những thông tin thời tiết cụ thể tại các vùng vào ngày mai. Mời quý vị và bà con cùng theo dõi. Thưa quý vị, trong thời gian qua thì chúng tôi đã liên tục phản ánh về tình trạng khai thác cát có dấu hiệu trái phép trên khu vực sông Chảy, đoạn chảy qua địa bàn huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Ngay sau khi nhận được nguồn tin phản ánh của VTC 16, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành văn bản yêu cầu các sở ngành, Ủy ban nhân dân các huyện liên quan tiến hành kiểm tra, xác minh làm rõ thông tin, lập hồ sơ xử lý nghiêm hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với tổ chức cá nhân vi phạm nếu có trong hoạt động khai thác khoáng sản trái phép. Đây là những hình ảnh mà chúng tôi ghi nhận được trên sông Chảy, đoạn chảy qua địa bàn huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái, sau nhiều lần tác nghiệp.
Theo xác định của đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái, nhiều điểm khai thác cát xuất hiện trong phóng sự có dấu hiệu của việc khai thác cát trái phép khi mà khu vực này chưa được Ủy ban dân tỉnh Yên Bái cấp phép. Không thả phao xác định ranh giới, không cắm biển báo có sơ đồ khu vực khai thác. Đây là thủ đoạn để các đối tượng cát tặc trên sông chảy lộng hành. Theo điều tra của nhóm phóng viên, thời điểm tác nghiệp có khoảng 7 khu vực trên sông chảy, đoạn từ cầu Tô Mậu đến hết địa phận xã Động Quan, huyện Lục Yên đang được khai thác. Đến những điểm vừa rồi ấy, thì chính ra là mình không có tọa độ nên là cũng chưa rõ được. Nhưng mà qua sơ bộ thì thấy rằng là chỗ đấy là khả năng là cũng chưa được cấp phép. Nước là dòng sông thì cái phương tiện của chúng tôi thì không có. Đi lại thì gặp rất nhiều khó khăn. Đấy. Mà hơn nữa là một số cái tình trạng mà khi mà có đến thì cũng các đối tượng nó cũng không hợp tác. Theo thống kê của nhóm phóng viên, vào thời điểm tác nghiệp, mỗi ngày có khoảng vài chục tàu cát lớn nhỏ vận chuyển từ khu vực sông chảy về tập kết tại khu vực lòng hồ Thác Bà chờ tiêu thụ. Hiện trên khu vực sông chảy, đoạn chảy qua huyện Lục Yên, có 6 khu vực được Ủy ban dân tỉnh Yên Bái cấp phép cho các doanh nghiệp khai thác cát sỏi bằng phương pháp lộ thiên. Theo những giấy phép này, tổng công suất một năm mà 6 điểm mỏ này được khai thác là 147.900 mét khối cát sỏi, tức là nếu chia trung bình sẽ là khoảng hơn 400 mét khối cát sỏi mỗi ngày. Như vậy, khối lượng cát được vận chuyển từ khu vực này về tập kết tại khu vực hồ Thác Bà lớn hơn rất nhiều so với trữ lượng được phép khai thác. Ở đây ngày nào tàu chạy nhiều đúng không? Ui xui. Lương tính như lại còn to to này, không biết chứ còn. Tầm mày đi, sáng sớm là nó xuống. Ngay sau khi có phản ánh của VTC16, mới đây, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn đã ký ban hành văn bản số 4507 về việc kiểm tra, xác minh, làm rõ thông tin, lập hồ sơ xử lý vi phạm trong khai thác cát sỏi theo phản ánh của kênh VTC16. Theo văn bản này, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Yên Bái giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban dân huyện Lục Yên, các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, xác minh, làm rõ thông tin, lập hồ sơ xử lý nghiêm hoặc ký nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân vi phạm nếu có trong hoạt động khai thác khoáng sản trái phép. Theo nguồn tin riêng của nhóm phóng viên VTC16, ngay sau khi có văn bản của Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Yên Bái, hoạt động khai thác cát sỏi trên khu vực sông chảy, đoạn chảy qua địa bàn huyện Lục Yên đã có dấu hiệu tạm lắng tại những khu vực có dấu hiệu khai thác trái phép.